Tụi con là hai anh em hay là cái gì? Hay là bánh mì được không? Cho hai đứa hai cái bánh mì với bánh xèo. Hai gia đình chia ra. Người hay dùng đó là những cuộc tháo chạy á thôi. Tháo chạy khỏi Campuchia, hồi hương trở về đây. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì tiếp tục hành trình thì Bùi Hồ vẫn đang có mặt tại xóm Việt Kiều Campuchia hồi hương. Và đây là hình ảnh các đứa bé nhỏ đang bơi di chuyển từ nhà này qua nhà kia. Thì hiện nay cũng là hơn 11 giờ và các bé ở xóm Việt Kiều Campuchia này đi học về. Có một cái hình ảnh mà gây xúc động bảo mạng, đó là các bé nó phải tự bơi trên những cái chiếc xuồng hoặc là những cái miếng mót để đi vô trong đất liền để đi học. Và Bùi Hồ nhận thấy xa xa có hai đứa bé nhỏ kìa, tụi nó đang đi học về kìa, là hai bé gái cô bác quý anh chị. Kìa, có hai đứa bé gái đi học về kìa nhân, đang tự bơi đi và tự bơi về. Việc mà các bé nó đi học ở đây nó bơi xuồng, nó giống như là mình ở dưới sông, nó giống như là mình chạy xe ở trên bờ á. Cái hình ảnh này gọi là bơi xuồng để đi tìm con chữ nè. Nhà con ở đâu đó? Nhà con nhà nhỏ này hả? Con qua đây để chú này cho bánh nè. Hôm nay thì Nhân có dịp về lại xóm Việt Kiều để thăm cô chú ở đây á, thì Nhân có mua ủng hộ cho ông cụ bà cụ hết tất cả các phần bánh kẹo để phát cho các bé là Việt Kiều Campuchia, cũng đợi để cho các bé đi học về để phát cho nó vui. Việc mà kiếm được tiền ở trên cái con sông này cũng rất là khó luôn. Đi qua đây anh camera, anh Nguyễn. Ôi trời. Ui. Thì đi học về rồi đây. Tụi con tự treo xuồng luôn á hả? Tự bơi rồi. Không nào, không tăng anh đi. Tự bơi tự trong kia. Bỏ con tăng anh đi chị. Đây chuyện của anh nha. Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 2 rồi. Học lớp 2? Dạ, cái gì vậy? Con tên gì? Thả cô Trang ra đi. Trần Thị Phương Nhung. Trần Thị Phương Nhung. Nhân qua đây nè. Tên Trần Thị Phương Nhung. Con năm nay nhiêu tuổi rồi ta? 8 tuổi. 8 tuổi. Nhà con ở chỗ nào? Bè nào đâu? Ở đó. Bè đằng kia. Dạ. Còn bạn bên đây bạn tên gì? Dạ con tên là Ngọc Duyên. Ngọc Duyên. Con học lớp mấy? Học lớp 4. Con học lớp 4 sao bé vậy? Sao mà bạn này học lớp 4 mà bạn này học lớp 2, hai bạn bằng nhau vậy? Rồi nhà con ở đâu? Con với bạn này là sao? Con ở hàng xóm với bạn này hay là... Chị em. Hai chị em gột. Nhà con có mấy anh chị em? Ba anh chị. Hả? Ba đứa. Là ba bạn, là ba chị em gái hết hay sao? Hai gái một trai. Con là thứ mấy? Con thứ ba. Còn người thứ hai là anh hai hả? Đây là chị hai hay gì? Rồi còn một đứa bé, còn một em nhỏ nữa. Ở nhà. Cô của con tên gì? Nhung. Dạ. Cô của con tên gì? Không biết tên luôn rồi. Ngại. Ủa tập vở con đâu? Để trong chiều này học nữa. Học lớp chiều nay học 2 tiết. Học 2 tiết. Rồi con tự bơi đi học chứ ba mày không có đưa hả? Có đưa. Mẹ con đi công chuyện mới vậy ăn bơi xuồng về. Mẹ con đi công chuyện nên con phải tự bơi xuồng về. Rồi thôi cho bánh hè đi về để nắng. Đây. Đây là chú Nhân. Cho bánh các bạn ở xóm của con á. Còn nhiều bạn không? Bên đó nữa. Rồi bây giờ ok kìa thêm một bé nữa kìa. Bây giờ mình sẽ đi dọc theo các bé đi ha. Rồi tự chèo luôn. Anh qua đây chèo cho em đi theo các bé luôn được không? Em với Nhân. Vì mình truyền một số bánh qua đi.
Ghe nào em? À đúng rồi, mình qua ghe anh này đi. Để lát mình về cho nó dễ. Hình ảnh xa xa đằng kia nữa kìa. Có một cái bé kia nó bé tí mà bé gái mình nó bơi giỏi á. Ba mẹ đi bán dừa. Hôm nay thì em Nhân ủng hộ hết cho ông cụ bà cụ các phần oxy để cho các bé vui. Đi Nhân ơi. Đi lại xóm đằng kia. Ôi. Ở đây đi thật sự là Nhân em thấy cái hình ảnh mà đi học để được biết chữ đối với các bé xóm Việt Kiều này thì em thấy như thế nào? Thật sự là em phải dùng từ là ám ảnh á. Lần đầu tiên mà em thấy cái cảnh sống như thế này. Thật sự thì cảnh sống sông nước thì ở miền Tây rất là nhiều, nhưng mà nơi đây thì cái sự nghèo khó nó hiện lên trên từng chiếc bè luôn. Cho nên là mình nhìn mình thương dữ lắm. Nhất là hình ảnh của mấy bé nhỏ này nè. Coi đó. Cái bạn kia rước cái bạn bên kia về đó em thấy không? Dạ. Gọi là Việt Kiều nhưng mà các cô chú này rất là khó khăn. Tại vì sau bao năm gần ấy năm sống ở xứ người rồi, không làm ra tiền bạc và thậm chí là về không có tiền luôn. Thì các bé khi mà được về đây á, thì nhỏ tuổi và lớn lên phải đi học ở trong cái trường sâu ở trong kia. Phải bơi qua một cái đoạn này thì sau đó thì các bé nó mới lội bộ đi một đoạn nữa mới đến được trường. Bé tóc vàng này nè là khi nãy là bơi xuồng ra để rước thêm một bé nữa về. Đó rồi giờ bé trai mới chở bé gái. Anh nghĩ anh là người miền Tây nhưng mà anh không nghĩ rằng là cái cảnh này nó lại hiện vào ở thế kỷ thứ 21 mà đặc biệt năm 2022 rồi. Hình như là ở trong túi có một cái bánh kìa. Bé ơi, con tắp qua đây đi, con tắp qua đây. Chú cho bánh nè. Tụi con là hai anh em hay là gì? Hai anh em ruột hả? Hai anh em ruột. Con học lấy bánh con nữa hả? Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 4 rồi. Về cái hình dáng á, thì các bé ở đây á, mặc dù nó lớp 4 là khoảng 9 tuổi nhưng mà rất là nhỏ hơn so với các bé ở có điều kiện khá vả giả hơn, ăn uống á thiếu thốn á. Nè con với bạn ha. Đây là em của con hay sao? Dạ. Em gái của con luôn ha. À. Đây nè, gửi cho hai anh em nha. Bạn này thì hình như là mẹ là đi bán dừa hả? Mẹ đi bán dừa chưa về. Mấy giờ mẹ mới về? Không biết rồi, ai ở nhà ai nấu cơm cho con ăn? Anh con là bạn này đi hả? À, anh bên đây. Rồi bây giờ bơi lên chòi, bơi lên cái bè. Bè con về này. Nhìn thương ghê á. À, đi về đi nắng mấy con. Nếu như mà để dùng những cái từ ngữ để miêu tả về cái cuộc sống của các bé này á, thì không biết là dùng cái từ ngữ nào khó khăn. Mà sau lưng này nè là những cái chài lưới, và khi mà các ba mẹ mà không có đi thì các bé sử dụng cái chiếc xuồng này để đi học. Bye bye nha. Kìa bé kìa. Đồng hành của mình thì có anh Vũ Linh. Anh Vũ Linh thì hướng dẫn lại nhà của các em lại đó trao cho các bé đi nha ngài. Dạ. Mấy bé anh? Mấy bé vậy? Ba bé. Ở đây là tổng cộng là bao nhiêu bé anh Linh ơi? Anh Linh. Bao nhiêu bé anh? Dạ. Không, hết ở xóm này nè. Tới xóm này.
Nói chung là cứ chắc phải tùy tùy duyên, tùy duyên đi rồi có thể đợt khác mình quay lại tiếp. Đúng rồi. Ủa cái chiếc bè này là có người không anh Linh? Dạ có em. Có anh ở đang ở đây luôn ha. Còn bên đây? À, nhìn cái chiếc bè kìa, cái chiếc xuồng ở đằng sau mình cứ ở trên thì không biết cái phần ở dưới là nó chỗ nào nó bị lủng luôn á. Dạ. Anh về đây được bao nhiêu năm rồi? Em ở đây cũng gần 30 năm rồi. Được không? 30 năm rồi. Anh là cũng Việt Kiều luôn hay sao? Em Việt Kiều. Đây cũng gần 30 năm rồi. Anh năm nay là bao nhiêu tuổi? Năm 35. Là 5 tuổi là anh về đây rồi. Em về đây nói chung là 35 em về đây cũng hai mấy năm mà anh. Em về lúc năm rồi. Năm nhiều em không nhớ nữa mà em nhớ hai mấy năm đó. Dạ. Về lúc còn bé như các bé này cái gì? Đây là cũng mấy thôi, cũng cỡ chừng 12 3 tuổi gì đó. Ở sau lưng này là cái nhà vệ sinh nè. Thôi đi ha Linh ha. Rồi chào anh ha. Dạ, còn không nữa lên ngồi uống nước chút gì ạ. Dạ. Còn không lên ngồi uống nước chút gì ạ. Nói chung ra là ở đây thì cũng nhiều hộ Việt Kiều nhiều lắm. Dạ. Đây thì bé nhất. Kìa. À đi học bay đó kìa. Cũng mấy bé đi sớm luôn ha. Là gì, cũng là toàn là Việt Kiều hết anh Linh. Ở đó thì có hai bé đó, anh Hồ lấy hai cái bánh mì với ít bánh xanh lắm. Anh nói gì anh Linh? Ở đây có người đi nào, đi hương, người nào Việt Kiều, À. Nhưng mà em thấy là về cái mặt bằng chung thì các cô chú là Việt Kiều về thì cái bè của nó sụp sệ hơn đúng không? Còn người địa phương của mình thì sống ở đây lâu năm. Ủa, ở đây là cũng có một cái... Dạ. Dạ. Cô. Ô trời ơi. Ôi sao. Ôi sao nhìn nó lắc lư ghê vậy. Có chiếc xuồng nó nhỏ như vậy nguy hiểm quá vậy ta. Cho bé nhỏ nha. Không cho bé bự hả? Không, không cho bé bự. Bữa nay nhịn nha, thấy có khách. Thôi ăn bánh mì được không? Bánh mì được không? Cho hai đứa hai cái bánh mì với bánh xèo. Dạ. Thôi gia đình chia ra. Cảm ơn nha. Dạ. Chị là cũng Việt Kiều về luôn hả? Chị là Việt Kiều về luôn hả chị? Chị là Việt Kiều hay là dân địa phương? Dân địa phương ở đây, sáng đi sáng đi mua bảo hiểm rồi. Trời ơi, về chứ uống rượu sao vậy? Ở ngoài này đi bấy số. À. Bán mà nó đi số. Bé này học lớp 2 hay lớp 3 vậy chị? Hai đứa quay quay mặt qua đây. Ôi ôi. Lại gia đình đó đi. Ôi Nhân, cái cảnh kìa, nhìn chị bơi kìa Nhân. Dạ. Bên đây hả? Ồ, có cờ kìa, chị đó đang làm gì kìa? Đâu?
Thật ra thì nếu như mà không nói thì chắc có lẽ là cô bác với anh chị nghĩ là Bùi Hồ đang ở biển hồ Campuchia. Nhưng mà thật ra đây là một cái xóm gọi là xóm Việt Kiều ngay tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và đây là những phần quà của các bé hôm nay mình đến thăm. Cái hộ này là chị này mới về hay sao anh? Dạ, bà này cũng ở Campuchia, bà mới về. Mới về hả? Nguyên gia đình luôn. Lên đi. Mình lên trên luôn đi. À. Chị ơi, đây em lên em xin phép tìm hiểu nha. Nè, cho bánh từ bao nè. Cảm ơn chú. Hai anh chị mới vừa về luôn hả? Dạ, về lâu bộ mà mình ở bên Đồng Nai rồi đó. Dạ. Dạ. Vậy là anh chị về cửa khẩu Tây Ninh. Dạ. Về đường Tây Ninh. Anh mặc áo vô đi anh ha. Ủa anh với chị là có bao nhiêu bé? Hai trai hai gái. Hai trai hai gái. Dạ. Bốn đứa. Dạ anh tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi anh ha? Nguyễn Thị Giàu, 34 tuổi. Dạ. Anh về Việt Nam là được bao nhiêu năm rồi? Mình cũng về mấy tháng à. Dạ. Lúc trước thì mình sống ở Campuchia, mình sống ở tỉnh nào anh? Cung Luông. Cung Luông. Tỉnh Bộ Sách đó. Dạ. Mình sống được bao nhiêu năm ha? Ở sau đó là sanh đẻ đó luôn, giờ ở sanh đẻ đó luôn. Ba mẹ mình lên đó làm nghề đánh bắt ở trên đó thì sanh đẻ mình lên đó, có gia đình ở trên đó luôn. Dạ. Thì sau này mới về lại đây. Về lại đây. Rồi sao mình lại quay về lại Việt Nam mà mình không sống tiếp tục ở trên đó? Dạ. Sao mình lại quay về Việt Nam mình sống anh? Tại sao á? Tại sao hả? Dạ. Tại vì chợ nó lại làm ăn nó quá trời khó khăn rồi. Làm không được nữa, thấy gì về đây sống luôn, cha mẹ cũng ở đây. Lúc trước là anh với chị lên đó làm cái công việc gì, đánh bắt luôn hả? Giờ mình cũng, vợ cũng đi mua bán lại, mình cũng đi làm công cho người ta. Và làm lưới cho người ta, lưới quánh. Dạ. Hiện nay thì về đây anh chị làm cái công việc gì để sống? Này ở đây cũng người anh đưa cái xuồng cho bán đá sống qua ngày nè. Bán nước đá ha? Dạ bán đá. Dạ. Lúc mà anh chị ở bên đó thì cộng đồng người Việt của mình ở bên đó là cũng còn đông lắm đúng không? Bên nào? Bên Campuchia. Ở trên Campuchia chị anh cũng còn đông bọn. Dạ. Nhưng mà mình là chịu hết nổi rồi. Chịu hết nổi giờ anh rồi. Dạ. Mình về thì có bị làm khó làm dễ không? Giấy tờ tùy thân của mình có bị giữ lại hết không? Không đâu, con cũng về cũng bình thường à. Dạ. Bởi vì khi nãy có nhiều hộ á là bị giữ lại giấy tờ tùy thân và không về đây không còn một miếng giấy lụng lưng luôn nữa. Không đâu, cái vụ mà giữ giấy mình cũng bị giữ gì đâu, mình trốn về á. Cái này mình trốn gì vậy? Trốn lon cửa khẩu. Trốn lon cửa khẩu. À. Tức là đuổi mình lợn, nó cho mình về đuổi mình lợn. Đúng như cái từ mà nhiều người hay dùng đó là những cuộc tháo chạy á. Đúng rồi. Tháo chạy khỏi Campuchia, hồi hương trở về đây. Dạ. À, lúc đó thì ở bên đó là đã anh chị đã bốn bé này rồi đó hả? Dạ, anh chở anh là bốn đứa này. Bốn bé, rồi dắt díu bốn bé. Dạ. Chạy trở về đây. Dạ, chạy về đây. À, bốn bé là đều sinh bên đó hết không anh? Dạ, sinh trên miền hết. Đó. Ở biết. Bên đó thì anh chị là ở cũng trên ghe như vậy hay là? Dạ, cũng ở trên ghe gì nè. Biển hồ. Dạ, là biển hồ. Dạ. Bé lớn nhất là bao nhiêu tuổi anh? Bao nhất là 12 tuổi à. Tiểu Thịnh. Dạ. Hai trai hai gái. Em mới về đây được có mấy còn ngự 3-4 tháng gì à? 3-4 tháng hả? Dạ. Chiếc ghe này ủa cái bè này là như thế nào anh? Cái bè này là của ông anh bển. Kết một cái bè như vậy là tốn nhiều công sức không anh? Tốn nhiều công sức á. Ngày hôm nay làm này ra cũng ít tiền đâu. Này của ông anh cho mượn ở đỡ. Mượn ở đỡ hả? Dạ. Tại mình mới xuống đây chân ướt chân ráo có tiền bạc gì đâu. Dạ. Những cái bè khác á em thấy thì có vách nè, rồi có chỗ rửa chén, dạ. Phơi đồ, rồi phòng ngủ. Còn bè này thì thấy hơi trống. Dạ, tại vì ông anh cho mượn ở đỡ đâu, rồi ghe ông mượn chỉ là ông xuống ngủ thôi, chỉ là mình qua bển thì bển qua thì ảnh cho mình mượn ở đỡ. Mà bốn phía trống lỏng như vậy rồi gió rồi nó luồn vô rồi khuya lạnh rồi sao mấy bé nó ngủ được? Do mà có hạ cửa.
Có cửa hả? Có rồi, có cửa. À mấy cái miếng dạ. bạc bạc á đúng không? Bạc dạ. Dạ đó là cửa đó ha. Dạ. Rồi có nệm không? Có nệm ngủ không? Không. Ngủ. Có nệm đó kìa. Nệm trải mỏng. Trời ơi bốn bé mà xong nước như vậy giữ cũng cực khổ luôn á. Không biết lội chưa à? Biết lội chưa? Ôi trời. Dạ. Ở bé nhỏ nhất. Nhỏ nhỏ này. Lội đâu? Mấy tháng à? Bé nhỏ nhất. Phải ôm. Ôm xuống vậy đó. Dạ. Mà trước khi biết lội thì chắc khi mà các bé đông như thế này nè, có khi nào bị rớt dưới trong không cẩn thận bị rớt nước không chị? Có đâu. Vậy miên mới hơi bất lợi miên. Có rồi chắc chiều chưa tới nhảy xong tắm tiêu rồi. Ôi trời. Nhảy xong tắm tiêu nó đổ ra mài. Đổ ra mài. To dữ vậy. Nhảy xong hơi nắng rồi ho ở đó. Mấy bé ở đây có một cái hay nữa đó là biết chèo ghe. Dạ. Mấy bé này chèo được chưa? Chèo được hết trơn. Được hết trơn. Dạ, nhỏ đó cũng bơi chèo được. Bản năng. Bơi được trơn rồi. Thậm chí là những cái miếng mốt rồi mấy bé ngồi lên mấy bé cũng bơi được nữa. Dạ. Đúng không? Dạ. Chỉ là có ở trên bờ xe nó không biết chạy thôi. Trời ơi. Là đó mình dạy cho mấy bé ha. Dạ mình dạy nó. Cái đó là cái sinh tồn. Dạ đúng rồi. Ba ngủ rồi. Những đứa trẻ mà được bảo bọc á thì sẽ sống theo một cái cách khác, còn những đứa bé này bắt buộc điều kiện nó phải như vậy á anh Hồ. Dạ. Cho nên là biết lỗi trước khi biết chạy xe. Ở dưới nước nói chung là mình ở dưới nước cái gì cũng biết hết trơn á, chỉ là cái đường bờ mình chỉ là cái xe mình cũng chưa gành đâu. Dạ. Dạ. Anh bán đá như vậy một ngày được bao nhiêu? Trời ơi, một ngày có 15 cây à, mà mình bán còn nhiều khi còn dư lại nữa. Lời trong đó chỉ là bỏ dầu bỏ mỡ ra khi 2-3-2 trăm mài. Trăm mài. Trăm mài. Có nào còn dư thì quầy vốn. Nào còn dư thì quầy vốn đi. Nhưng mà 200 là lời bao nhiêu là lời cái tiền đó hả? Dạ, mình bỏ dầu qua mình lời á. À, mỗi ngày được khoảng trăm mấy 200? Dạ, trăm mài 200. Bữa nào còn dư thì quầy vốn. Bữa nào còn dư thì quầy vốn đi. Rồi bán là bán cho những người hàng xóm cũng trên bè như thế này. Dạ mình bán cho mấy người xà lan á, xà lan chạy á. À, xà lan ghe chạy ghe đây. Dạ. Ghe lúa ghe kia nọ. Rồi à, anh về như thế này thì ba mẹ vẫn còn sống trên đó hay sao anh? Nói chung là ba mẹ của mình thì mình chết từ nhỏ rồi, mình chết từ nhỏ lắm. Mình chỉ là mình nhỏ nhỏ mình ở chung với người bác nuôi mình thôi. Cha mẹ không biết. Anh không biết ba mẹ luôn. Không. Có nghĩa là anh về Việt Nam á thì cái tiếng Việt của anh nó không có gành lắm. Dạ. Nên thành thử là anh nói cái giọng nó hơi cứng và cái dùng từ tiếng Việt nó không có cho nó chính xác lắm. Anh nói dạ. Là mình chết từ nhỏ, thành ra là ba mẹ của anh mất á khi anh còn nhỏ xíu à. Thì dạ. Anh có mấy anh em? Chung ra có ba người anh, người về ở đây hết người rồi, còn ở kênh Campuchia chẳng người anh thứ hai. Cái người anh thứ hai có dự định là về Việt Nam lại không anh? Cũng ảnh cũng tính về đó mà chả ảnh còn làm được, ảnh chưa về được. Tại vì chả ảnh có cơ sở nó sống, con ảnh bự rồi, nó sống được. Khi anh về Việt Nam thì cái điều mà anh mong ước nhất ở Việt Nam là cái gì? Mong ước nhất thôi. Mong ước rồi chỉ là có đất có cát, có nhà cửa ở thôi, lo cho con này kia nọ. Thì các bé ở đây thì có bé nào được đi học không anh? Không đâu, cũng mà ba ông đứa này có nhỏ mình cả lớn mình đó thì được học trên miên à. Dạ học gì thôi, học tạm vậy thôi. Học trên miên rồi về đây là giờ cũng ở nhà vậy thôi chứ. Dạ. Chưa cho được đi học nữa. Có giấy tờ gì đâu? Không có giấy khai sinh đúng không? Dạ. Giấy tờ của cha mẹ thì còn các bé thì không có giấy khai sinh. Dạ không có. Tại vì sinh bên kia. Dạ sinh trên miên nó không có. Anh là có giấy công chứng minh nhân dân của Việt Nam không? Không. Về đây mình chưa có miếng giấy nào hết trơn á. Giấy Việt là không có luôn. Anh chỉ có giấy thế thân của Campuchia thôi. Dạ, giấy thế thân Campuchia thôi. Cho có thể cho tụi em xem giấy đó được. Được. Anh chia sẻ với nhân như thế này nè. Khi mà ở bên Campuchia giấy vàng có không có cái giấy gì hết á. Ờ đem lên. Chỉ có một cái giấy gọi là giấy thế thân. Thì cái giấy nó nhỏ nhỏ được Campuchia cấp, nó giống như là cái giấy tạm trú của Việt Nam mình vậy. Đấy. Và anh về đây thì đúng với một cái tên gọi đó là sống không quốc tịch. Có nghĩa là ở Campuchia anh cứ sống từ nhỏ đến lớn ở Campuchia nhưng mà không được công nhận là công dân của Campuchia.
về Việt Nam thì ừ đúng rồi của Việt Nam về thẻ vàng á, đưa thẻ vàng của em luôn, gọi là thẻ vàng. Thẻ này là cái kiểu đây là hai cái thẻ vàng ngổ đó, nãy giờ mới gặp á. Giờ cái này thẻ cái gì tù quá rồi. Tiếng Campuchia hết à? Dạ, chỉ Campuchia không? Thì gan thẻ chứng minh mình vậy á. Đây là của anh, còn bên đây là của chị nè. Vậy rồi về đây thì anh có giấy tờ nào khác? Không có giấy nào khác, chỉ có thẻ đó không. Ủa vậy á hả? Dạ. Vậy là ở chứng, ở Việt Nam thì anh không có chứng minh hay căn cước gì hết? Không có căn cước gì, mình đã về đây không được làm, chưa được làm. Và trong cái tiếng Việt của mình gọi giấy đó gọi là giấy thế thân. Dạ, thế thân. Em chia sẻ với anh như thế này nè. Thật ra khi người Việt của mình sống ở Campuchia thì gặp rất là nhiều khó khăn vì cái văn hóa về rất là nhiều thứ, và thậm chí là cả người Campuchia không thích người Việt của mình nữa. Dạ. Thì anh có thể chia sẻ những cái câu chuyện đó cho tụi em và mọi người biết thêm về cái cuộc sống của gia đình mình ở Campuchia được không? Chia sẻ dạ, nói về cái cuộc sống của mình lúc trước ở Campuchia như thế nào. Thì cuộc ở trên Campuchia chảnh thì sống nó cũng có, nó cũng ấy gì đâu, nhưng mà cái chuyện mặn nó khó khăn quá trời, với lại lưới xăm thì dân không được nữa. Dạ. Với lại hả, trộm đạo quá trời rồi. Thì mình thấy cuộc sống không không ổn mà gì, Việt Nam mình sống đi, với lại cha mẹ ở đây nè. Cha mẹ ở bên Đồng Nai bển cũng kêu thu xếp về ở đi. Do giờ thấy trên biên giờ thấy sống không được. Cũng vậy. Hằng ngày là chỉ có một mình anh là lao động để nuôi các bé thôi, còn chị ở nhà. Dạ. À, hôm nay thì Nhân với lại anh Hồ cũng có duyên tiếp tục tìm hiểu về những cảnh sống bắp bên ở xóm Việt Kiều Campuchia này ha anh Hồ. Thì thôi hôm nay cũng duyên gặp được gia đình mình. Dạ. Em xin trích một số sự ủng hộ của quý mạnh thường quân anh. Dạ. Để gửi cho anh mua sữa cho mấy bé ha. Dạ. Dạ thì Nhân xin trích của chị, trích của là KC là $150, 150 đô Mỹ gửi qua PayPal thì Nhân rút ra là được 3.300.000. Dạ. Dạ. Em xin gửi cho gia đình mình ha. Rồi mua sữa cho mấy bé. Dạ. Ha. Dạ. Em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân, cũng cảm ơn mấy anh. Dạ. Hỗ trợ cho em cũng cảm ơn mấy anh nhiều. Chia sẻ thật với anh á thì số tiền này là có thể là em hiểu là nó cũng sẽ ít so với rất là nhiều người. Dạ. Nhưng mà với gia đình mình thì em nghĩ là nó rất là quý. Ví dụ như với số tiền như vậy thì anh sẽ bán nước đá trong bao nhiêu ngày để anh được như vậy? Giờ cũng mười mấy ngày. Mấy ngày kiếm cũng chút to giờ sống được. Dạ. Yeah. Anh muốn khóc rồi kìa. Khóc. Ủa tại sao lại anh muốn khóc vậy anh? Mừng. Mừng. Dạ. Yeah. Được tiền hỗ trợ cũng mừng. Khi mà một người đàn ông á mà người ta rơi nước mắt á thì cái cảm xúc nó phải dồn nén rất là nhiều. Mình lang bạt ở bên kia là cũng quá lâu rồi đúng không anh? Dạ. Khi mà mình về được quê hương này thì cũng chật vật. Cho nên thôi thì chúc ít sự chia sẻ ha. Dạ. Rồi cố gắng còn sức thì lao động rồi lo cho mấy bé ha. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân, chị em Mạnh Thường Quân cảm ơn mấy anh nhiều. Dạ. Thôi chúc cho anh chị với lại tất cả bé luôn ha, nhiều sức khỏe ha. Được không? Ăn sao sặc sao nó tho dữ vậy? Không cần, không cần, không cần, không cần. Anh Hồ có muốn chia sẻ thêm gì không? Thôi bây giờ mình sẽ đi sang một cái hoàn cảnh khác đi ha. Cảm ơn mấy anh nhiều. Dạ, hôm nay thì tụi em với Nhân có dịp ghé thăm gia đình của mình thì cũng Nhân cũng thay mặt Mạnh Thường Quân trao cho mình một số chi phí để mà làm vốn làm ăn á. Dạ. Thì cũng chúc gia đình anh sức khỏe, thì có duyên thì tụi em sẽ quay trở lại thăm gia đình của mình nữa anh ha. Dạ. Dạ.